Anna Rừng Buôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày 23 tháng 5 năm 2023. Hôm nay mình có 16 đơn để chia sẻ cho cả nhà, gồm có đai trâu này, hoàng nhãn tháng 4, quế tím, sóc, lan cúc áo nha cả nhà, cẩm cù, trái tim, cẩm cù, cánh sen. Cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nha cả nhà. Cả nhà nhớ ấn ký kênh và ấn chuông để xem video tiếp theo. Đơn số 1, đơn này 250 nha cả nhà. 250. Có một cây này, hoàng nhãn tháng 4. 2 này. 3. Cây này đang nụ. Và 4 này. Cây này 250 cho đơn số 1. Đơn số 2. Đơn số 2 đơn này là 450 nhá cả nhà. Cặp này 450, cặp rau này 1 2 cặp lá, rưỡi. Cây số 2 này. 1 2 cặp 3 cặp lá. Này, đơn này 450 cái đơn số 2, đơn số 3. Đơn số 3 là đơn quế tím nha cả nhà. Đơn này 170k. Có một khúc này. 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nha cả nhà. 20 với cây rời. Đơn này 170k cho đơn số 3 quý tím. Đơn số 4 đơn này 150 nhá cả nhà. Đơn quý tím 150, cây này nhỏ hơn. Một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 này, 17, 18, 19, 20, 21 này, 22 này, 23 này, 23 nha cả nhà. Đơn này 150k, đơn số 23. Đơn số 4 nha cả nhà. Đơn 150k, đơn số 4. Đơn số 5 là đơn cẩm cù nha cả nhà. Đơn cẩm cù nhá. Cẩm cù nhá cả nhà. Đơn này là 150 nhá, chia sẻ cho cả nhà này. Một cây này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này, cái tim nhá cả nhà. 7. 8 và 9 nhá. 9 khúc đơn này 150k nhá cả nhà. 150k cho đơn cẩm cù này. Cẩm cù lá xếp với lại trái tim. Đơn số 6, đơn này là 200k. Đơn hoàng nhạn tháng 4, đơn này 200k. Gồm có một cây này đang nụ. Cây này cũng đang nụ hoàng nhạn tháng 4 nhé cả nhà. 3 này và 4 này. Đơn này 200k cho đơn số 6. Đơn số 7. Đơn số 7. Đơn này đơn số 7 nhá cả nhà. Cái này là mình để mình gộp đơn nhá cả nhà. Lan cúc áo này. Một rổ này 60k nhá cả nhà. Một rổ này 60k đấy. Một rổ cúc áo này. Cái này đơn này là mình để mình gộp đơn nhá cả nhà. Đơn số 7, đơn số 8 này, đơn số 8 là sóc nha cả nhà. Đơn này 250. Có một cây sóc này. Hai cây sóc này. Đăng hoa. Ba cây này. Khúc này rời nhá. 4 này. Một chùm luôn. Đơn này 250 nhá cả nhà. Đơn số 9. Đơn số 9 là đơn hoàng nhạn tháng 4. Đơn số 9 là đơn hoàng nhạn tháng 4. Đơn này 150. Có một khúc này. 2 này.
3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này và 8 cây. Hoàng nhạn tháng 4 đơn này 150 đơn số 9. Đơn số 10. Đơn số 10. Đơn số 10 là sóc quế tím nhé cả nhà, đơn này. Đơn này màu 20. Có một cây này. 2 này. Ba này và 4 này. Đơn này 120 quế tím. Đơn số 10. Đơn số 11 quế tím luôn. Đơn này 100k. Có một cây này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 và 6 này. 6 khúc nhá cả nhà. Đơn này 100k, đơn số 11. Đơn số 12. Đơn số 12. Đơn đai trâu rời nhá cả nhà. Vừa rời vừa nguyên bản. Mình có một cây này. Hai cây này, hàng lá dài nhá. Ba cây này. 4 này. 5 6 7 7 rời hai nguyên bản nhá cả nhà. Đây. Hai nguyên bản. Đơn này 200k cho đơn số 12. Đơn số 13. Đơn số 13 là hoàng nhạn tháng 4 nhá cả nhà. Đơn này 220k. Có một khúc này. Khúc số 2 này. Và khúc số 3 này. Đơn này 220k cho đơn số 13. Đơn số 14. Đơn số 14 đơn này. Cúc áo nha cả nhà, cúc áo 70k nha cả nhà. Cúc áo nguyên bản 70k hay cục này 70k nha cả nhà. Đây. Số 2 này. Đây, 70k, đơn số 14. Cúc áo nguyên bản rồi luôn. Đơn số 15. Đơn này 200k, đơn đai trâu này 200k nha cả nhà. Có một cây này. 2 này. 3 này. 4 này. Và 5 này. Đơn này 200k cho đơn số 15. Đơn số 16. Đơn số 16 là đơn cuối cùng nha cả nhà. Là đơn cẩm cù trái tim 120k. Có một khúc này. 2 này. Và 3 này. Đơn này 120k nha cả nhà. Hôm nay mình có 16 đơn để chia sẻ cho cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155538 nhé cả nhà. Cả nhà nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để xem video tiếp theo. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Chào cả nhà nhé.